thẳng giáp và diệu giáp. Kinh văn: Như Lai ngược dòng trở lại, vị Bồ Tát đó thuận dòng đi tới, giác ngộ chỗ giao tiếp nhau, gọi là đẳng giác. Giảng giải: Như Lai ngược dòng trở lại, có nghĩa Như Lai sắp thành Phật, nhưng vì thương xót chúng sinh nên quay trở lại thế gian. Từ địa vị Phật, các ngài trở lại con đường Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo, đó là ngược dòng. Và vị Bồ Tát đó thuận dòng đi tới, Bồ Tát xuôi theo dòng. Dòng là diễn tiến từ địa vị phàm phu đến vị A-la-hán, đến Bồ Tát, hướng đến quả vị Phật. Đến quả vị này thì các vị ấy thực sự giao tiếp với Phật, giác ngộ chỗ giao tiếp nhau. Giác ngộ của Phật và giác ngộ của Bồ Tát tiếp xúc nhau, đấy gọi là đẳng giác. Các Bồ Tát cùng bình đẳng với Phật, nhưng các vị ấy cũng chưa đạt diệu giác. Giác ngộ của họ cũng như Phật, nhưng ở địa vị này vẫn còn chút vô minh. Họ phải diệt dứt mới thành Phật. Khi có người tự xưng là Phật, tôi hỏi, ông từ đâu đến? Ông đi theo đường nào? Nếu họ không biết danh xưng hành vị thứ nhất, họ sẽ không thấy được con đường đưa đến hành vị thứ hai, hành vị thứ ba. Vậy làm sao đến được địa vị Phật? Nhưng họ có khả năng trình độ đấy chứ. Cho dù họ có tiến nhanh hơn tên lửa, tôi vẫn chắc là họ không đến được địa vị Phật. Tại sao? Vì họ không phải là Phật nhưng lại xưng là Phật. Vậy lời nói đó thật hay dối? Họ không tu, không hành theo đạo Phật. Sao lại nói mình là Phật? Thế sao có người tu hàng mấy mươi năm vẫn không thành Phật? Có thể những người xưng là Phật, họ cũng có được vài khả năng hữu hiệu, có tính khoa học. Kinh văn: A Nan, từ tâm càn tuệ đến đẳng giác rồi, giác đó mới bắt đầu được sơ càn tuệ địa trong tâm kim cang. Giảng giải: A Nan, từ tâm càn tuệ, tức càn tuệ địa, hoặc còn gọi kim cang sơ tâm, đến đẳng giác rồi, giác đó mới bắt đầu được sơ càn tuệ địa trong tâm kim cang. Ở càn tuệ địa trước đó, dục ái đã cạn kiệt, song vẫn chưa tương tiếp với pháp thủy của Như Lai. Đến giai đoạn này, càn tuệ địa, hoặc còn gọi hậu tâm kim cang, đã phá xong vô minh, tức sinh tướng vô minh đã dừng, nhưng vẫn chưa hòa nhập với hải thủy vi diệu của Như Lai, nên gọi là sơ càn tuệ địa. Đây là bước cuối cùng tu tập của Bồ Tát. Kinh văn: Như vậy, lớp lớp tu đơn, tu kép 12 vị mới cùng tột diệu giác, thành đạo vô thượng. Giảng giải: Như vậy, lớp lớp tu đơn, tu kép 12 vị. 7 loại tu đơn: 1. Sơ càn tuệ, 2. Noãn, 3. Định, 4. Nhẫn, 5. Thế đệ nhất, 6. Đẳng giác, 7. Diệu giác. Có 5 nhóm tu kép: 1. Thập tín, 2. Thập trụ, 3. Thập hạnh, 4. Thập hồi hướng, 5. Thập địa. Cả hai nhóm hợp thành 12 bậc, có 54 bậc từ càn tuệ đến đẳng giác. Hoặc có người tính sơ càn tuệ của hậu tâm kim cang thành ra 55 vị. Nhưng thực ra càn tuệ địa cũng đồng với đẳng giác vậy. Cùng tột diệu giác, thành đạo vô thượng. Các Bồ Tát đã đạt đến cứu cánh diệu giác, thành tựu Phật đạo vô thượng. Kinh văn: Các thứ địa ấy đều lấy trí kim cang quán sát 10 loại, ví dụ như huyễn sâu xa. Trong Samatha, dùng các pháp tỳ bà xá na của các đức Như Lai mà thanh tịnh tu chướng, lần lượt đi sâu vào. Giảng giải: Các thứ địa ấy đều lấy trí kim cang quán sát 10 loại, ví dụ như huyễn sâu xa.
Đây là các hành vị để diễn giải qua từ càn tuệ địa của sơ tâm kim cang đến thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và bốn loại gia hạnh. Các vị ấy dùng tâm kim cang quán sát mọi thứ đều như huyễn. Huyễn là thật nhưng không đúng với sự thật. Như đoạn diễn giải sau, tu tập muôn hạnh như hoa đốm giữa hư không, ngồi tại đạo tràng như trăng trong bóng nước, hàm phục ma quân như ảnh hiện trong gương, hành đại Phật sự khác nào cơn mộng mị. Dùng trí quán sát 10 loại, ví dụ sâu xa gồm: 1. Quán nhất thiết nghiệp như huyễn. 2. Quán nhất thiết pháp như diễm, ngọn lửa. 3. Quán nhất thiết thân như thủy trung nguyệt, trăng trong đáy nước. 4. Quán diệu sắc như không trung hoa, hoa đốm giữa hư không. 5. Quán diệu âm như không cốc thanh, tiếng vang trong hang động. 6. Quán chư Phật quốc độ như càn tháp bà thành, tòa thành ảo hóa. 7. Quán Phật sự như mộng. 8. Quán Phật thân như ảnh. 9. Quán báo thân như kính trung tượng, ảnh trong gương. 10. Quán pháp thân như huyễn hóa. Quán sát tất cả những điều đó là giả tạo, là không hiện thực. Có được vậy thì chúng ta mới được tự chủ. Trong Samatha, dùng các pháp tỳ bà xá na của các Đức Như Lai mà thanh tịnh tu chứng, lần lượt đi sâu vào. Samatha có nghĩa là chỉ, tỳ bà xá na là quán. Đấy là những pháp môn tu thiền định để tiến sâu vào sự chứng ngộ thanh tịnh. Kinh văn: A Nan, như vậy đều dùng 3 tiệm thứ tăng tiến, nên khéo thành tựu 55 vị trong đường Bồ Đề chân thật. Giảng giải: 3 loại tiệm thứ cũng đã giảng giải qua, đó là 1. Trừ trợ nhân, 2. Khô chính tính, 3. Vi hiện nghiệp. 55 vị trong đường Bồ Đề: 1. Thập tín, 2. Thập trụ, 3. Thập hạnh, 4. Thập hồi hướng, 5. Tứ gia hạnh, 6. Thập địa, 7. Đẳng giác. Kinh văn: Cách quán như vậy gọi là chính quán, nếu quán cách khác gọi là tà quán. Giảng giải: Cách quán như vậy gọi là chính quán. Nếu quý vị xem ba cõi như hoa giữa hư không, xem Phật sự như mộng mị và tu hành ba loại tiệm thứ tăng tiến, quý vị sẽ được chánh định. Nếu dùng tâm kim cang quán sát, quán chiếu vi mật xuyên suốt 55 hành vị, đấy là pháp tu bất sinh bất diệt. Nếu quán cách khác gọi là tà quán. Nếu không tu theo pháp môn như vậy, không quán theo đúng đạo pháp mà tu theo pháp sinh diệt, đấy gọi là tà quán, là pháp tu không chính đáng. Ha ha ha,